Xin chào cả nhà, có một chút trục trặc về cái thiết bị dẫn thiết bị chuyên. Chúng ta chờ một lát để mọi người vào đông hơn, chúng ta bắt đầu chủ đề của ngày hôm nay. Chủ đề của ngày hôm nay là cái giải pháp để điều trị cái chứng mất ngủ do âm Chào bạn Vũ Hải, chào bạn Vũ Minh Hải. Thì với cái chứng bệnh tức là trong những nguyên nhân gây bệnh cho mất ngủ ạ, với Tây y thì gần như là chúng ta cũng thể phân biệt được là nguyên nhân do đâu. Nên thông thường bác sĩ sẽ ra kết luận tức là mất ngủ không rõ nguyên nhân. Sau khi kiểu mà chụp là chụp hoặc điện tâm đồ não hay làm các cái xét nghiệm về cận lâm sàng rồi thì gần như không có những cái tổn thương thực thể nào, thì lúc đấy sẽ đã xác định rằng mất ngủ không rõ nguyên nhân. Còn về bên Đông y thì có những phân loại bệnh mà chúng ta có thể nắm được. Về Đông y thường nó mang tính nó trừu tượng hơn, là cái bệnh có thể nó khó hiểu hơn, nhưng chúng ta cũng phải phân biệt được cái bệnh của mình là do thực chứng hay do hư chứng, hoặc là do bệnh nó thuộc dương chứng hay do âm chứng, thì lúc này chúng ta mới điều trị được. Chứ chúng ta không thể là bệnh như thuộc của âm chứng mà chúng ta điều trị là dương chứng, dương chứng điều trị âm chứng, tức là chúng ta điều trị ở lẫn lộn. Nên với cái kiến thức mà các nhà thuốc Tây y thì thường trong những chuyên môn sâu về y học cổ truyền thường nó rất là hạn chế. Thứ hai, các cái công ty dược mà khi phân phối các sản phẩm nó cũng không được hướng dẫn cho nhà thuốc và nhân viên đấy, tức là cái sản phẩm tôi chỉ có dùng cho cái nhóm bệnh nhân này mất ngủ, nhóm bệnh nhân này. Thì tôi trong quá trình tức là mình nhìn tham khảo những cái sản phẩm trên thị trường, mà tức là họ viết những cái tem quảng cáo, đọc cái bài thuốc, bản chất của cái bài thuốc đấy là điều trị những cái bệnh bệnh tức là do dương, bệnh do dương tức là dương hư, nhưng mà điều trị theo chứng âm hư, tức là âm hư sinh hỏa vượng, tức là nó ngược đi người bệnh xuống, như vậy tình trạng bệnh sẽ xấu hơn. Dương hư tức là tâm tỳ trong bệnh mất ngủ, tâm tỳ lưỡng hư chẳng hạn. Tâm tỳ lưỡng hư thì thường tức là dương hư sinh ngoại hàn, tức là người bệnh cảm thấy người hơi lạnh, tức là những quả hoặc có những rối loạn tiêu hóa, thì những cái chứng bệnh đấy thì chúng ta phải dùng những cái thuốc nó ôn bổ, nó kiện tỳ và tăng cái dương khí cho bệnh nhân. Chứ những cái chứng bệnh đấy chúng ta không thể dùng những cái thuốc bổ âm được. Nếu chúng ta dùng bổ âm vào thì tình trạng cái bệnh nó sẽ xấu hơn. Chào bạn Văn Nam, em chào anh Sa. Nên trong điều trị mất ngủ thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Ngoài ra nó có thể có những cái thói quen hạn, dạng thói quen sinh hoạt hàng ngày, có thể dùng kiểu mà rượu bia, cà phê hoặc các chất kích thích chẳng hạn, hoặc là thói quen ngủ muộn chẳng hạn, hoặc là thói quen những cái công việc liên quan làm ca đêm chẳng hạn. Khi chúng ta làm ca đêm một tuần xong ta làm ca ngày, ta làm như vậy thì thường cái tình trạng bệnh, tức là người bệnh để thích nghi được cái giấc ngủ của mình nó sẽ khó hơn. Một số người thì có thể gây ra làm cái bệnh mất ngủ, hoặc là một số trường hợp nữa tức là cái không gian ngủ mình quá chật hẹp. Bây giờ để nhất những cái ở thành phố lớn, chúng ta cả gia đình chúng ta thuê gì là tầm khoảng 20 hay 30 mét vuông chẳng hạn, vừa nấu ăn vừa để xe vừa ngủ nữa, tức là không gian của ta nó quá chật vừa bừa bộn nữa, thì làm cho cái không bản chất của mình nó khó ngủ rồi, còn không gian nữa thì làm cho tình trạng ngủ sẽ khó khăn hơn. Có ai có câu hỏi thì đặt, có ai có câu hỏi thì gửi về lại thì để tôi sẽ tức là tư vấn cho mọi người. Chúng ta giao lưu vài câu hỏi xong rồi bắt đầu vào buổi live stream ngày hôm nay, chủ đề ngày hôm nay. Chào bạn Mai An, em chào anh. Hiện nay thì cái chứng mất ngủ ở người trẻ cũng khá là lớn, đặc biệt là cái lứa tuổi mà ngoài 20 tuổi, khi các là ôn thi chuẩn bị ra trường hoặc người ta công việc ban đầu chẳng hạn, hay là cái đặc biệt là lứa trẻ chẳng hạn, tức là người ta hay xem phim cái Facebook, TikTok vậy đấy. Thì người ta có thể 1-2 giờ sáng ra đi ngủ, sau một khoảng thời gian như vậy người ta kiểu căng thẳng stress dẫn đến những tình trạng mất ngủ, hoặc một cái lo lắng nào đấy, suy nghĩ quá độ làm cho cái can khí út kết gây ra tình trạng mất ngủ. Câu hỏi bạn Nguyễn Phương, Nguyễn Lan Phương, dược sĩ. Tôi bị mất ngủ khoảng 3 năm nay, tôi đi khám ở
Bệnh viện bác sĩ kết luận tôi bị thiểu máu não. Tôi cũng đã uống hết thuốc buổi trưa, không ngủ được nhưng buổi tối phải nằm từ 1-2 tiếng mới có thể ngủ được. Khi ngủ tôi hay tỉnh giấc và mơ màng, vậy tôi làm thế nào để có một giấc ngủ ngon? Cái tình trạng của chị tức là thiểu máu lên não. Thiểu máu lên não nó sẽ có những cái nguyên nhân nhất định. Một là nằm ở chức năng tim, có thể là cơ thể mình người mệt mỏi, người gầy thiểu máu. Cơ thể thiếu máu thì là tim nó hoạt động nó không đủ để đưa máu lên não. Một cái trường hợp xảy ra một trường hợp thứ hai nữa là cái tình trạng của chị, tức là về khí huyết máu thì đủ nhưng có thể do cái thoái hóa nó xuống cổ, do cái có tuổi một chút, thoái hóa trong cổ thì khả năng lưu thông máu lên não nó sẽ giảm đi, nên khi mình sử dụng các cái thuốc mà tăng cường tuần hoàn não nào đấy thì là chỉ đỡ tạm vậy, không thuộc an thần thì chỉ đỡ tạm. Nên trường hợp của chị cần phải xác định xem thì là cái cơ thể, tức là kiểm tra các công thức máu mình có bị thiếu máu hay không, chụp X quang nó trong cổ mình có bị thoái hóa trong cổ hay không, để kiểm tra xem cái nguyên nhân của cái rồi là thiểu máu não là gì. Từ khi mình biết được cái nguyên nhân cụ thể thì chắc chắn đưa một cái phương thuốc để điều trị nó tốt hơn. Để nó thoái hóa thì chắc chắn chúng ta phải xử lý phần thoái hóa chèn ép vào làm giảm lưu thông máu lên não, hoặc là do thiểu máu thì chắc chắn chúng ta phải ngoài chế độ ăn uống chúng ta bổ sung thêm sắt chúng ta để điều trị. Làm thế nào để phải giải quyết được vấn đề là tăng cường máu lên não. Còn thông thường chúng ta dùng kiểu mà hoạt huyết dưỡng não bình thường để tăng cường thì nó không ăn thua lắm. Còn về cái cải thiện giấc ngủ khi máu lên não nó kém thì làm cho suy giảm cái tế bào thần kinh, làm rối loạn cái thần kinh của chúng ta. Mà khi rối loạn thần kinh thì cơ thể chúng ta sẽ căng thẳng, sẽ stress và làm chúng ta sẽ khó đi vào giấc ngủ hơn. Nên chúng ta phải sử dụng thêm những cái sản phẩm là ăn an thần nó tạm thời. Mà khi chúng ta giải quyết cái gốc rễ rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ ngủ ngon được. Nên trường hợp của chị thì ngủ hay mơ màng thì đang cần vấn đề này, thì nếu mà về về đông y chẳng hạn thì chúng tôi có thể hỏi thêm nữa, cơ thể chị có hay nóng trong người không, có hồi hộp hay không, nóng trong người, có miệng khô khát nước hay nó hay căng thẳng hay cáu gắt đấy chẳng hạn, có những biểu hiện hay không, hay là có những biểu hiện tức là người rất mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả, muốn ngồi một chỗ không muốn, tức là ai hỏi cũng chả muốn nói nữa, cơ thể người nó hơi hàn hơi lạnh, dù trời nặng nhưng mồ hôi ra chúng ta ngồi quạt một lúc cảm thấy cơ thể đang lạnh. Ngoài ra chúng ta có bị những bệnh mãn tính hay không, bởi vì có mất ngủ căng thẳng stress sẽ ảnh hưởng sang đến chức năng của bệnh của dạ dày, thì có bị dạ dày hay không nữa. Nên chúng ta phải phân biệt được đấy, chứng tức là tâm tỳ lưỡng hư, tức là hay là chứng tâm thần bất giao hay là can khí uất kết, thì là chúng ta phải mới có cái giải pháp điều trị ngủ ngon được. Nên trường hợp của chị có thể là comment lại về số điện thoại thì tôi sẽ là kiểm tra lại tình trạng của chị nó sâu hơn, sau đó chúng ta sẽ tư vấn cho chị một cái giải pháp điều trị nó toàn diện. Còn bây giờ tư vấn cho chị những giải pháp này của điều trị là nào là bổ thần kinh, tăng cường tuần hoàn não thì cũng là chỉ đỡ một cái khoảng thời gian nhất định, còn không giải quyết được cái gốc ấy. Câu hỏi bạn Mai An, anh ơi em ngủ từ sớm nhưng đêm hay tỉnh giấc khó ngủ lại, không biết bị làm sao. Thì tình trạng mà mình có thể là ban đầu mình đi ngủ sớm, đi vào giấc ngủ được nhưng tỉnh giấc lại không ngủ được. Thì mất ngủ thì nó phụ thuộc vào cái lứa tuổi nữa, cái tình trạng nữa. Nếu bạn ở lứa tuổi trẻ chẳng hạn thì mình đi ngủ sớm mà tỉnh giấc khó ngủ lại. Thì cái này bây giờ mình cần phải xử lý làm thế nào? Vậy cần phải xác định xem ở lứa trẻ thì chắc chắn là có thể những cái suy nghĩ, những cái căng thẳng, hoặc là mình tỉnh giấc, mình cứ tỉnh giấc một cái lo lắng nào đấy mình làm mình bất an, làm cho giấc ngủ mình không sâu, hoặc là những một cái đợt nào đấy mà kiểu mình ôn thi chẳng hạn, thì cái này đi ngủ từ sớm, thì sớm là từ bao nhiêu, bởi vì thông thường một cái giấc ngủ của một của chúng ta, con người chúng ta thì rơi vào từ 7 8 tiếng là giấc ngủ trung bình, nhưng có người họ ngủ ít hơn từ 6 7 tiếng cũng đã đủ rồi, nhưng có người ngủ nhu cầu nhiều hơn từ 8 9 tiếng. Nên khi mà chúng ta ngủ sớm chúng ta điều chỉnh lại cái giấc ngủ, chúng ta nên đi ngủ vào khoảng từ 21 giờ, từ 9 giờ chúng ta không nên đi ngủ sớm quá mà không nên đi ngủ muộn quá, nên khoảng từ 9 đến 10 giờ đó là khoảng thời gian ưu việt nhất của đi ngủ, ví dụ bộ đồ quy định cứ tầm 21 giờ chúng ta đi ngủ, vì khoảng thời gian đấy đi ngủ sẽ là tốt, thì khoảng thời gian cơ thể chúng ta dung nạp miễn dịch, tăng cường đào thải miễn dịch nó hoạt động. Từ 21 giờ trở đi thì chức năng gan nó hoạt động, cho nên chức năng nghỉ nó hoạt động để nó nuôi dưỡng cho cái tạng của chúng ta. Và từ về sơ sáng, từ giờ tị, từ 2-3 giờ trở đi thì giờ của dương, tức là can can khí nó tăng lên, thì lúc đấy thì cơ thể tức là dương tăng trưởng,
mà chúng ta lo lắng suy nghĩ kết hợp với phần dưỡng chứng nữa thì chúng ta thường mất ngủ vào buổi 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 gần gần sáng, tỉnh giấc dậy chúng ta khó ngủ lại. Thì chúng ta cái giải pháp thì cũng là an thần, bổ huyết và bổ âm, chúng ta làm mát máu. Vì phần này phần tức là vừa gần về sáng, tức là bệnh thuộc về dưỡng chứng, dưỡng trong âm, thì lúc đấy chúng ta cần điều trị về cái thiên về chứng bệnh của âm âm chứng hơn. Âm chứng thì chúng ta có thể, nếu đơn giản nhất chúng ta có thể sử dụng như là dâu chẳng hạn, nó bổ thiên về bổ âm chẳng hạn, hay những cái bài thuốc liên quan đến bổ âm, bổ chân âm lên, thì lúc đấy bổ âm tức là bổ máu thì chúng ta đầy đủ khí huyết, huyết nó đầy đủ thì huyết nó sinh khí, đấy, khí là sinh huyết, tức là hai cái này tương tác tương trợ lẫn lẫn nhau, thì lúc đấy chúng ta mới có một cái giấc ngủ ngon được. Câu hỏi bạn Văn Nam, em chào anh, em muốn hỏi nguyên nhân mất ngủ thường do đâu vậy? Tội mà mọi thứ bình thường, tội mọi thứ bình thường ăn uống sinh hoạt nhưng em không ngủ được nhiều, cứ 2 giờ sáng là em tỉnh giấc không ngủ được. Thì câu hỏi này cũng tương tương như bạn của bạn Mai An, tức là những người trẻ thì nguyên nhân mất ngủ thì thường chúng ta đi khám sẽ rất khó để xác định được nguyên nhân. Thông thường khi mất ngủ chắc chắn bác sĩ đi khám sẽ làm liên quan đến cái điện não đồ, hoặc là chờ chụp ở liên quan đến não chẳng hạn, xem có những cái ảnh hưởng gì trong não hay không. Nếu không có những cái ảnh hưởng gì trong não thì chắc chắn sẽ khai thác thêm một số cái bệnh lý khác nữa. Thông thường thì mất ngủ gần như không rõ nguyên nhân, ngay cả đi đau dạ dày thì bác sĩ cũng thể kết luận được là đau dạ dày cái đó mất ngủ, đó cũng chỉ là một yếu tố làm cho cái tình trạng mất ngủ nó xấu hơn, chứ nó không phải là nguyên nhân chủ chốt. Để tìm ra nguyên nhân chủ chốt cái đang mất ngủ rất khó. Ngay cả một cái trường hợp mà trường hợp lúc nãy mà về liên quan tiểu tuần hoàn não, ngay cả chụp về thoái hóa đống cổ thì cũng có thể kết luận là mất ngủ do thoái hóa đống cổ được. Thông thường khi chúng ta mất ngủ chúng ta hay nghĩ đến kiểu mà lá vông, lạc tiên, tâm sen chúng ta uống, nhưng chúng ta chỉ hướng đến những cái thảo dược nó gọi là bình thường, cái có thể ăn ăn thân ở mức độ là bình thường, dùng cho những người mà nó mất ngủ nó nhẹ. Còn khi mà đã liên quan đến những cái bệnh chứng mất ngủ, người ta bị nhiều năm mất ngủ kinh niên rồi ấy, thì chúng ta phải tìm cái gốc bệnh để điều trị. Theo lúc đấy có thể sử dụng thuốc an thần, nó cũng chỉ đỡ chúng ta được một cái khoảng nào đấy. Thậm chí theo dõi có những bệnh nhân tức là dùng Seducen chẳng hạn, những cái mất ngủ thuốc tân tân dược đấy, thì ban đầu uống một viên là cảm thấy em ngủ được, ngủ dậy nó rất mệt mỏi, người nó uể oải, chân tay nó rã rời. Hay khi sau một thời gian thì là quen thuốc thì dần dần chúng ta phải dùng 2 viên chẳng hạn, chúng ta mới ngủ được. Dần dần chúng ta sử dụng gần như cũng chỉ là ngủ mơ màng, cũng có thể ngủ được sâu nữa. Tức là bởi những cái tình trạng như vậy chúng ta có sử dụng chúng ta sử dụng an thần về tân dược quá nhiều, quá tức là làm dùng quá nhiều năm ấy, thì dẫn đến suy giảm cái trí nhớ, suy giảm cái tế bào thần kinh, làm cho cơ thể chúng ta cứ mất đi những cái năng, giống như một cái năng lượng ấy. Chào Ngọc Anh, em khỏe chứ? Lâu lắm không gặp em, phải mấy chục năm rồi. Cũng muộn rồi, chúng ta bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay. Có thể sau mọi người có thể xem cái livestream về video sau vậy. Cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta về cái giải pháp điều trị mất ngủ do âm hư. Thì chúng ta hiểu do âm hư là gì. Thông thường trên thị trường thì chúng ta ví dụ mà bán sản phẩm, bán thuốc chẳng hạn, mà là cũng để ý được là cái bệnh người bệnh do cái chứng âm hư, do chứng dương dương hư, thì chúng ta cần phải phân biệt được. Để đi vào phân biệt được thì chúng ta xem cái định nghĩa mất ngủ là gì. Mất ngủ là một cái tình trạng rối loạn giấc ngủ mà thể hiện người bệnh nó không ngủ được hoặc là ngủ không đủ. Tức là người bệnh sẽ rơi vào 2 trạng thái: tôi không ngủ được hoặc tôi ngủ không đủ. Thì ngủ không đủ là anh tôi nghĩ là một cái từ ngữ là hợp lý nhất. Có thể có nhu cầu mọi người họ chỉ cần ngủ 5 tiếng nó cũng đã đủ rồi, không thể lấy người 5 tiếng so với người 7 tiếng nào mà tôi bị mất ngủ. Nên cái biểu hiện mất ngủ là gì? Cái biểu hiện mất ngủ thông thường người bệnh sẽ là đơn giản nhất, đó là khó đi vào giấc ngủ. Cái thứ hai là ngủ được rồi nhưng mà lại ngủ cũng sâu giấc, ngủ mơ màng, cái đang ngủ nửa chừng tỉnh giấc nó khó ngủ lại, hoặc là ngủ dậy rất mệt mỏi. Tức là người bệnh sẽ rơi vào những cái biểu hiện như vậy. Còn với những cái người mà do âm hư chẳng hạn thì sẽ có thêm những cái biểu hiện nữa, đó là cảm thấy cơ thể trong người mình nó nóng, cơ thể mình nó hồi hộp, nó môi khô, nó khát nước, da rẻ nó khô, tức là người nó hay căng thẳng, hay cáu gắt, hay nói. Còn với những người mà thuộc về dương hư, tức là dương hư tức là người rất mệt mỏi, chả muốn thích uống nước ấm, đấy, ngồi quạt một lúc cảm thấy nó lạnh,
năm điều hòa thì không chịu được. Tức là chúng ta cần phải phân biệt người bệnh nó thuộc âm trứng hay là dương trứng. Thì với những người bệnh mà thuộc âm trứng thì khi chúng ta có cái giải pháp điều trị, tức là âm hư sinh nội nhiệt, tức cái phần âm chân âm chúng ta nó hư đi, tức là sinh nội nhiệt, tức là âm của âm dương chúng ta nó cân bằng. Mà khi phần âm nó tụt xuống thì chắc chắn phần dương nó phải tăng trưởng lên, mà phần dương nó tăng trưởng lên thì làm cho cơ thể chúng ta người nó nóng, bứt rứt, khó chịu. Tức là những người có biểu hiện rõ rệt, hoặc những người nó biểu hiện nó không cái mất ngủ mình cái nóng không rõ ràng. Tiếp theo nữa là cái nguyên nhân mất ngủ là gì. Nguyên nhân mất ngủ thì thông thường tức là có rất nhiều nguyên nhân, nhưng tôi lọc lại nó nằm trong 50 yếu tố chính của mất ngủ. Như chúng ta đã biết, tức là mất ngủ chủ yếu gặp ở lứa tuổi người nhiều tuổi là chính, là mất ngủ cho tuổi già. Tuổi già là cái tuổi mà tức là một trong những nguyên nhân gây ra mất ngủ. Vì khi tuổi già thì khí huyết nó suy giảm, khí huyết nó suy giảm thì làm cho máu chúng ta thiếu, lưu thông máu lên não nó kém đi, suy giảm của tế bào não, là chức năng tim nó kém đi, thì làm cho cái tuần hoàn trong cơ thể chúng ta giảm đi, có thể dẫn đến mất ngủ. Hoặc người già thường người ta hay suy nghĩ, hay căng thẳng, hay suy nghĩ nhiều việc, thì dẫn đến những cái việc nhỏ chúng ta người già cũng hay để ý, hay suy nghĩ, làm cho cơ thể tình trạng nó căng thẳng, stress, càng thêm tuổi già nữa sẽ mất ngủ. Cái nguyên nhân thứ hai chúng ta thường gặp đó là cái căng thẳng stress. Căng thẳng stress thì do rất nhiều nguyên nhân, có thể là làm ăn nó thua lỗ, hoặc là mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn vợ chồng, mâu thuẫn con cái, hoặc là mâu thuẫn đồng nghiệp, tức là những cái mâu thuẫn hàng ngày làm cho mình căng thẳng stress, hoặc là những cái môi trường xung quanh làm cho biểu yếu tố mình căng thẳng stress. Thì căng thẳng stress là một trong những cái điều kiện mà nó gặp ở tuổi già nữa thì tình trạng này xấu hơn. Còn ở tuổi trẻ thì chúng ta có thể là mất ngủ nó nhẹ nhẹ bình thường, những kiểu tuổi càng trẻ thằng nào có thể là căng thẳng người ta vẫn về ngủ được. Hay bản thân tôi vậy, trước đây trẻ hồi học 12 hạn mất ngủ, nhưng ấy kiểu ôn thi nhưng sau nó vẫn ngủ được, có căng thẳng nhưng vẫn ngủ được, nhưng người già người ta sẽ không ngủ được. Cái yếu tố thứ ba đó là cái thói quen sinh hoạt. Cái thói quen sinh hoạt này cũng gặp khá là nhiều. Thông thường chúng ta kiểu mà hay xem tivi, hay xem điện thoại, thì chúng ta xem nhiều cái smartphone. Ở smartphone thì thường nó thiết kế nó có cái ánh sáng xanh ấy, để như cái điện thoại ánh sáng ta nó nét hơn, nó sắc nét hơn. Chính cái ánh sáng xanh để chúng ta xem nhiều ấy, thì là tiết tiêu cái melatonin, tiết tiêu cái hormone tuyến tùng của chúng ta tiết ấy. Cái hormone tuyến tùng nó tiết ra từ 5 giờ đến 6 7 giờ, nó đỉnh điểm tầm 8 9 giờ. Thì khi chúng ta xem quá nhiều thiết bị ánh sáng xanh đấy thì nó lại ức chế cái tuyến tùng đấy, nó giảm cái lượng tiết cái melatonin. Khi giảm tiết lượng melatonin đấy thì làm cho chúng ta vào giấc ngủ nó khó khó ngủ. Hay là những cái thói quen khác, hiểu không ạ? Chúng ta hay sử dụng rượu bia, sử dụng kiểu nước chè, buổi tối chúng ta ăn quá nhiều đồ chiên rán, tức những thực phẩm nó khó hấp thu hơn. Đấy, những cái thói quen, hay chúng ta thường thức đêm muộn chẳng hạn, thế những cái thói quen như vậy hay không gian ngủ nó không được tốt chẳng hạn, hay ồn nhiều ánh sáng, thì với những cái thói quen như vậy thì cũng lâu ngày thì làm cái tình trạng nó mất ngủ. Cái yếu tố thứ tư đó là yếu tố liên quan đến bệnh lý. Những cái bệnh lý điển hình nhất, kiểu bệnh lý về những người có tuổi, người đau xương khớp này, hay người đau dạ dày, tức là đã mất ngủ rồi còn bị đau nữa, làm cái tình trạng mất ngủ nó khó trầm trọng thêm. Đã mất ngủ rồi lại còn bị đau dạ dày nữa, mà đau dạ dày thì thường nó đau vào ban đêm, đau âm ỉ vào ban đêm nữa, thì làm cho cái tình trạng mất ngủ nó xấu hơn. Hoặc là những cái bệnh lý khác như cao huyết áp, tiểu đường, thì làm cho cái tình trạng có giấc ngủ của mình càng kém đi. Cái yếu tố thứ năm đó là liên quan đến thuốc. Các cái thuốc có thể chúng ta sử dụng các cái thuốc hưỡng thần, các cái thuốc làm kích thích thần kinh chẳng hạn, các cái thuốc nhất là kiểu mà các cái thuốc là hạ sốt giảm đau mà trong đó có chứa caffeine, như kiểu mà các cái Panadol, có paracetamol có chứa caffeine trong đấy, nó hàm lượng rơi vào khoảng 25 hoặc 35 45 mg caffeine trong đấy. Nếu chúng ta buổi tối mà sử dụng các cái sản phẩm mà giảm đau có caffeine đấy, làm tình trạng ta nó mất ngủ. Hoặc là những cái thuốc điều trị những cái bệnh mãn tính, những bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, những cái tình trạng như vậy thì cũng có thể làm cho chúng ta gây ra tình trạng nó mất ngủ. Đấy là năm nguyên nhân điển hình nhất của Tây y mà gây ra tình trạng mất ngủ. Cái tuổi già là cái những một cái điều kiện cần để những cái yếu tố khác nó kết hợp vào thì làm cho tình trạng rối loạn giấc ngủ. Còn về theo theo đông y ấy, mất ngủ thì ngoài cũng tức là ngoài cái nguyên nhân không rõ ràng của Tây y thì đông y nó thường còn rõ ràng hơn một chút. Thường những cái người có tuổi thì là khí huyết nó suy giảm, các cái tạng phủ khác chúng ta suy giảm, chia sẻ gây ra có ba cái chứng bệnh nó chủ yếu. Một đó là tâm thần bất giao, hai là chứng can khí uất kết, ba là tâm tỳ lưỡng lưỡng hư. Để phân tích ba chứng bệnh này để mọi người hiểu rõ. Với chứng bệnh tâm thần bất giao, tâm tức là cái tâm trái tim của mình ấy, với thận nó bắt nhau, vì tâm thuộc vào hỏa, thần nó thuộc thủy, mà khi thủy hỏa này nó bắt giao nhau thì làm cho chúng ta rối loạn giấc ngủ.
tâm nó tàng thần, thần nó không yên, chuyển rối loạn giấc ngủ. Thủy thì nó chủ về nước, chủ về huyết dịch trong cơ thể chúng ta. Khi phần âm chúng ta suy giảm xuống thì làm cho cái phần dương của tâm nó tăng trưởng lên, thúc đẩy tâm tăng trưởng lên, thì lúc đấy tim chúng ta hoạt động co bóp nhiều hơn, gọi là tâm thần bắt giao, hai cái này không giao nhau được thì sẽ gây ra người bệnh, tức là bốc hỏa, hồi hộp, bồn chồn, môi khô, khát nước, mất ngủ. Còn một cái chứng bệnh thứ hai là can khí uất kết. Cái chứng can khí uất kết này thì chủ yếu hay gặp nhất ở những người trẻ tuổi, nó thường dưới 40 tuổi ạ. Thì ở chứng bệnh này chủ yếu là can khí uất kết, tức là do một cái yếu tố thần kinh căng thẳng, suy nghĩ nó quá độ trong một khoảng thời gian ngắn, làm cho khí ở gan uất kết lại, khí gan uất kết lại làm cho cái cơ thể mình cũng tức là tích nhiệt, cũng gây ra mất ngủ. Cái chứng này thì chủ yếu gặp ở người trẻ, người cũng là hồi hộp và bồn chồn, tức là người tức là rất lo lắng trong cơ thể mình, tức là nó không, cái tâm của mình nó không yên. Bởi vì phần của gan, gan chúng ta hiểu như kiểu một cái bể chúng ta dự trữ máu, mà nó dự trữ máu mà nó bị uất kết lại, tại máu nó không lưu thông được, làm cho tim nó hoạt động nó thiểu đi, thì cũng làm cho cơ thể nó hồi hộp. Cái chứng bệnh này nó cũng tương tự như chứng bệnh trên của tâm thần bất giao, nhưng cái này thường chứng nó nhẹ hơn. Nếu trong điều trị chúng ta chỉ cần là sơ can lị khí, sơ can lị khí dùng bài sai hô sơ can tán là chúng ta có thể hết bệnh, hoặc chúng ta kiểu là có một cái biện pháp mà gọi là liệu pháp tâm lý điều trị với chứng bệnh này thì cũng là ổn, chỉ cần tâm lý là ổn định, phát thì phần gan nó hết đi, can khí không uất kết nữa. Can khí uất kết lâu ngày nó ảnh hưởng sang tỳ vị, sẽ gây ra chứng liên quan đến dạ dày. Còn chứng trạng thứ ba đó là tâm tỳ lưỡng hư, tâm với tỳ, tỳ tức là cái lá lách và cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Khi hệ thống tiêu hóa chúng ta có vấn đề, chúng ta ăn uống vào không ngon miệng, chúng ta ăn uống nó kém đi chẳng hạn, thì làm cho cái dinh dưỡng để hấp thu chúng ta nó giảm đi, còn thêm chế độ dinh dưỡng không đủ nữa thì làm cho cơ thể chúng ta thiếu máu, cơ thể chúng ta thiếu máu thì làm cho tim nó hoạt động nó không đầy đủ, thì dẫn đến tình trạng là tâm tỳ lưỡng hư. Tâm tỳ lưỡng hư thì gặp ở những cái thời, tức là thời những đói khổ, cộng thêm công việc lao động khổ sở nữa, ăn nó không đủ, làm việc lao động mệt nhọc, làm cho cơ thể nó thiếu máu, căng thẳng stress nữa, thì dẫn đến tình trạng nó mất ngủ. Thì chứng trạng này thì giờ, tức là giờ hiện tại ở các thành phố thì gần ít gặp, thi thoảng tôi mới gặp một vài bệnh nhân, nhưng chủ yếu hay gặp nhất ở những vùng, ví dụ mà vùng dân tộc, những cái vùng mà vùng sâu vùng xa, thì ở đấy tức là người dân, người ta điều kiện kinh tế nó quá khổ sở, thì nó gây ra những cái tình trạng mà tâm tỳ lưỡng hư thì chủ yếu. Còn những người có điều kiện thì chúng ta bây giờ ăn uống thần thì chúng ta ăn uống nó thừa dư, cộng thêm sử dụng nhiều cái yếu tố công nghệ vào nữa, thì nằm ở chứng tức là tâm thần bất giao là chủ yếu, tâm hỏa nó quá vượng, làm thiêu đốt mà làm giảm đi cái thần thủy nó suy giảm, kết hợp với cái tuổi già nữa, thì lúc đấy tình trạng bệnh nó sẽ xấu xấu hơn. Nên cái giải pháp trong điều trị bệnh thì tùy theo từng chứng bệnh. Hôm nay tôi muốn chia sẻ mọi người tức là chứng âm hư, tức là chứng là tâm thần bắt giao. Tâm thần bắt giao thì cái thần âm nó hư thì làm cho cái chân âm nó suy kiệt xuống. Chân âm suy kiệt thì phần dương của tâm hỏa nó tăng lên, thì gọi là chứng tâm tâm thần bắt giao. Cái chứng âm hư này thì quay lại cái điều kiện của người mất ngủ, tức là sẽ là khó đi vào giấc ngủ này, ngủ nó không sâu giấc này, ngủ dậy nó hay mệt mỏi này, cộng thêm cái chứng bệnh của tâm hỏa vượng nữa là hồi hộp này, môi khô này, khát nước này, nóng trong người. Cái chứng bệnh này thường gặp nhất thì ở cái tuổi từ 50 đến 65, cái tuổi nó giao nhau giữa cái người người trung niên và người 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 già, thì cái giai đoạn giao nhau này cơ thể chúng ta sẽ trụt giảm cái hormone, hay nói cách khác là thần âm thần dương chúng ta suy suy giảm. Với một số trường hợp nữa tuổi nó trẻ hơn chẳng hạn, tức là do tầm cái tuổi từ 40 chẳng hạn đến 50 chẳng hạn, thì những người này nó căng thẳng stress quá độ cũng có thể là gây ra cái tình trạng âm hư sinh hỏa vượng này, đặc biệt ở lứa tuổi nam nữ đều bị, nhưng thiên về nữ nó bị nhiều hơn. Với cái giải pháp điều trị thì với chứng tâm thần âm hư này thì điều trị như thế nào? Về Tây y thì người ta không phân biệt là do âm hư hay do can khí uất kết hay là do tâm tỳ lưỡng hư, mà điều trị của Tây y chủ yếu gì là an thần. Bác sĩ thường là tùy theo mức độ nặng hay nhẹ mà sẽ cho những thuốc an thần khác nhau. Có thể mức độ nhẹ thì dùng các cái an thần như là lá vông, lạc tiên, lá sen chẳng hạn. Mức độ nặng hơn thì có thể là dùng những cái thuốc an thần. Ngoài ra kết hợp thêm những cái thuốc gì là bổ thần kinh, từ vitamin 3B, B1, B6, B12, hoặc là kết hợp thêm những cái mà rối loạn tuần hoàn não. Một số trường hợp nữa mà kiểu có đau đầu chóng mặt nữa, có thể kê thêm thuốc kiểu piracetam hoặc là sertugenol hoặc là citicoline chẳng hạn. Thông thường thì là kết hợp những cái thuốc để hỗ trợ của điều trị tuần hoàn não, để tăng cường lưu thông máu lên lên não. Về Tây y nó chỉ điều trị tức là
điều trị liên quan đến cái triệu chứng là chính, chứ không, người ta không điều trị liên quan đến cái gốc của trong cái bệnh. Nên khi thường người người bệnh họ uống tầm khoảng một liều hoặc là 1-2 ngày thì chúng ta đi vào giấc ngủ ngủ được, nhưng sau đấy cơ thể chúng ta cứ quen thuốc dần có thể là không ngủ được hoặc đỡ, sau này chúng ta sau một tuần chúng ta quay lại chúng ta vẫn không ngủ được. Nên cái giải pháp cho người bệnh mà cái âm hư sinh hỏa vượng này thì chúng ta cần phải điều trị, tức là phải bổ âm là cái gốc chúng ta cần phải điều trị. Vì chúng ta khi chúng ta biết hỏa nó bốc lên thì phần huyết dịch trong cơ thể mình nó khô cạn đi, người nó khô căng thẳng, da nó khô, tóc khô, khi chúng ta cần phải bổ âm làm cho mát máu, máu chúng ta mát lúc lại người chúng ta mới khỏe được, người chúng ta mới béo lên được. Nên cái bổ chân âm là cái quan trọng nhất. Cả hai cái tâm hỏa nó vượng như vậy thì chúng ta cần phải hà hỏa cho tâm. Chúng ta hà hỏa được tâm rồi, bổ chân âm tốt rồi, khí huyết lưu thông được rồi, tâm thần nó giao nhau được rồi, thì lúc đấy cái ngủ chúng ta mới đi vào giấc ngủ, ngủ và sâu giấc được. Tuy nhiên ở những người mất ngủ lâu ngày rồi thì nó tạo thành một thói quen sẽ khó đi vào giấc ngủ. Nên những người bệnh này thì chúng ta cần một cái an thần nó phải cao hơn. An thần thì phải là gì? Nó phải liệm tâm an thần, nó phải là liệm tâm an thần và định tâm an thần, và một cái là an thần, tức là một cái an thần sâu hơn nữa, kiểu chiết xuất về dạng kiểu mà bình vôi chiết xuất dạng rotundin. Rotundin thì có hai dạng, một là rotundin ba giờ và rotundin xuân phát. Rotundin ba giờ nó khó tán trong nước và rotundin xuân phát nó tán trong nước, nó lại hấp thu hoàn toàn. Ngoài ra chúng ta phải kết hợp thêm nữa kiểu melatonin, lúc nãy tôi giải thích đó là cái hormone tuyến tùng, thì chúng ta phải dùng những cái an thần, nó phải là hiểu nôm na chúng ta phải dùng cái an thần nó nặng hơn một chút, tuy về thảo dược tuy về những gốc thiên nhiên nhưng phải dùng nó nặng hơn. Cái tiếng phải chúng ta dùng cái an thần của lá vông đặc tiên, chúng ta dùng toan tạo nhân, bạ tử nhân đấy, dùng những cái an thần nặng như vậy. Vậy là bình vôi chiết xuất dạng rotundin, dùng melatonin nữa, ta phải ít nhất phải cái bổ ba an thần như vậy, kết hợp với cái bổ âm với hạ hỏa cho tâm nữa, chúng ta mới đi vào giấc ngủ sâu được. Nên cái gốc bệnh mà muốn người bệnh dứt điểm được hay không, muốn đỡ được lâu dài hay không thì vẫn nằm ở cái chân thận, cái thận âm chúng ta phải đủ, thận âm đủ và tâm hỏa chúng ta hỏa phải đưa được về nguồn. Bởi vì tâm nó tăng thần, thần nó không yên thì chúng ta sẽ mất giấc ngủ. Cái tâm nó cái nó rất quan trọng. Chỉ cần kiểu mà một cái biểu hiện, một cái tâm lý nào đấy ở phần tâm, chúng ta sẽ biểu hiện ra ở mặt ngay. Để chúng ta lo lắng một vấn đề gì đấy chẳng hạn, hay chúng ta đang suy nghĩ một vấn đề gì hạn, hay chúng ta gặp một biến cố gì đấy chẳng hạn, chúng ta sẽ lo lắng, tâm chúng ta sẽ là thay đổi ngay. Mà thay đổi thì sẽ biểu hiện như là cái sắc mặt, tức là trong lỗ một số cái đồng ý chẳng hạn, tức là tâm nó sinh tưởng. Tức là khi cái biểu hiện của suy nghĩ của anh như nào thì cái hình dạng tưởng sắc ở đến sắc mặt của anh. Vì nếu cơ thể anh đủ huyết đủ máu, tâm anh tốt thì sắc da rẻ nó hồng hào, mà sắc huyết của anh kiểu là người thiếu máu thì người da nó sạm hơn, hoặc là phệ khí nó kém hơn nữa thì sắc mặt nó trắng bệch hơn nữa. Nên trong cái giải pháp điều trị của người bệnh ở cái gốc bệnh, còn ngoài ra chúng ta cần phải, ngoài cái dùng thuốc rồi thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh xem những yếu tố khác. Đó là yếu tố về cái sinh hoạt hàng ngày nữa. Lúc nãy tôi giải thích về nguyên nhân đấy. Cái sinh hoạt hàng ngày cũng rất quan trọng. Chúng ta cần phải đi ngủ sớm. Và cái không gian ngủ chúng ta cũng phải là sạch sẽ, thơm tho, giảm bớt cái ánh sáng đi, không nên để tivi trong phòng ngủ. Cái gần như tối kỵ. Vì cái tivi ánh sáng nó bình thường kiểu mà cứ để dưới chân giường chúng ta xem phim và ngủ lúc nào. Rồi đến có tuổi chúng ta sẽ mất ngủ. Nên không gian ngủ. Và thứ hai cái chế độ ăn uống. Chúng ta hạn chế buổi tối, chúng ta hạn chế ăn những người mất ngủ thì chúng ta hạn chế ăn những cái nhiều chất dinh dưỡng, ăn nhiều đồ chiên xào, đừng ăn no quá để cơ thể, tức là nó dễ hấp thu, dễ chuyển hóa thì giấc ngủ chúng ta sẽ tốt hơn. Ngoài ra chúng ta cần phải tập thêm thể dục nữa. Buổi tối người mất ngủ thì nên vận động một chút trước khi ngủ. Chúng ta những cái môn chúng ta có thể là tập chúng ta đi vào giấc ngủ tốt nhất. Đó, tập thiền, thiền là một trong những cái để đi vào giấc ngủ. Chúng ta thiền khi chúng ta ngồi lên nằm ngủ, chúng ta cũng thiền tầm 5 đến 10 phút để chúng ta đi vào giấc ngủ. Hay chúng ta tập yoga, đấy, những cái môn mà cảm thấy nó cải thiện giấc ngủ nó rõ rệt nhất. Ngoài ra chúng ta có thể tập ngủ đi bộ, hay là buổi tối chúng ta đi dạo một chút để cho cơ thể chúng ta có vận động chút, thì lúc này chúng ta về đi ngủ sẽ ngon hơn. Nên trong quá trình chúng ta dùng thuốc Tây y hay dùng thuốc Đông y thì chúng ta cũng cần phải kết hợp thêm cái lối sống sinh hoạt hàng ngày của mình, nên thay đổi. Nếu mình cảm nhận những cái sinh hoạt hàng ngày của mình mà không tốt thì mình nên giảm hoặc là mình kiêng đi để mình có đi vào một cái giấc ngủ đã. Khi đi vào giấc ngủ mà thời gian nó quen rồi, lúc đấy chúng ta mới ngủ được sâu, ngủ ngon giấc được. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái chia sẻ của cái chứng, tức là bệnh mất ngủ do âm hư. Và sau đây tôi tiếp tục sẽ trả lời những cái câu hỏi mà mọi người đang comment về.
Ngọc Anh thì anh khỏe không à? Chắc là anh vẫn khỏe mạnh bình thường. Em live stream nhìn cái năng lượng như vậy chắc là câu hỏi của bạn Dược Sĩ Nam. Em đang là sinh viên đến mùa thi, em căng thẳng không ngủ được, có biện pháp gì cải thiện không anh? Tức là những sinh viên mà đến mùa thi mình căng thẳng thì chết, tức là yếu tố, tức là tuổi nó còn trẻ mà căng thẳng thì chết. Thì điều tôi khuyên nhất với những sinh viên thì là ngoài mình sắp xếp cái yếu tố học tập thì mình nên sắp xếp thêm một cái khoảng thời gian là mình tập, bởi vì ở cái lứa tuổi trẻ này thì cũng nhất thiết phải dùng thuốc Tây y làm cái gì, hay những thuốc Đông y mạnh nên là làm gì, bởi vì để khi chúng ta dùng thuốc an thần chúng ta ngủ được, dùng thuốc an thần thì lúc đấy chúng ta cái tỉnh táo ta nó sẽ bớt đi, mà tỉnh táo bớt đi chúng ta học để năng lượng nạp vào sẽ là giảm đi, nên chúng ta cải thiện chế độ ăn là một này, chúng ta dành một thời gian nghỉ ngơi, tức là chúng ta cái não làm việc nó cũng có một cái cần thời gian nghỉ, nên chúng ta thường học, ví dụ bình thường chúng ta học 45 phút chúng ta nghỉ, thì em ôn thi cũng vậy, em cứ học tầm khoảng 45 phút để mắc là 1 tiếng, em dành 15 phút em vận động, em tập, nhất là tập các cái môn yoga và thiền nhanh anh bảo đấy, thì lúc đấy là mình ngồi hoặc em ngồi yên nhắm mắt lại, từ thở, từ hít thở sâu vào, em cảm thấy có một luồng khí khí đi vào trong cơ thể, trong phổi mình, xong đi lên não, xong mình thở nó ra, em cứ tập như vậy thì lúc đấy khí huyết ở não lưu thông được, cái não chúng ta nó nghỉ được, thì lúc đấy nó giảm cái căng thẳng chết chết, lúc đấy em sẽ ngủ được. Còn trường hợp em vẫn hỗ trợ một chút thì em dùng cái tâm sen, thì em có sao qua một chút, thì em mua tâm sen ở ngoài, tức là ở hiệu thuốc hay ở chỗ nào khá là nhiều, em về em sao qua xong em mình hãm vào nước mình uống, thì anh nghĩ ở ở lứa tuổi của em ôn ôn thi thì em chỉ cần như vậy để cải thiện giấc ngủ của mình, nhất là em nhớ để cái não mình nó nghỉ một chút, hoạt động rơi vào trong 1 tiếng em để cái não nó nghỉ một chút, chứ không nhất thiết phải dùng những cái thuốc an thần làm gì. Câu hỏi của bạn An Duy, anh ơi em mất ngủ, dùng nhiều thuốc Tây an thần điều trị có nguy hại nhiều không ạ? Trong thuốc Tây điều trị của an thần thì hiện tại chủ yếu chúng ta dùng thì Seducen là chủ yếu, tức là cái diazepam hàm lượng 5 mg, thì cái đấy nó có một cái nhược điểm, nó ngủ theo cái chỉ huy uống thuốc vào thì bắt buộc nó làm cái hệ thần kinh chúng ta nó trung xuống, nó dìu xuống, mà chúng ta nhắm mắt lại ngủ, ta ngủ theo thường hay gọi là ngủ theo chỉ huy, và khi ngủ như vậy thì làm cả cái cơ của chúng ta nó nhão, cơ của chúng ta tức là nó một phần nó làm giảm cái trương lực co cơ của chúng ta, nên khi ngày mai chúng ta ngủ dậy chúng ta rất mệt, nó uể oải các cái cơ các khớp nó mỏi, chúng ta không muốn vận động, nên lâu ngày mà dùng cái an thần thì làm cho cái hệ thần kinh chúng ta nó ức chế, tức là ức chế thần kinh, ức chế nhiều thì dẫn đến của những cái tình trạng chúng ta cũng mà không muốn nói gì nữa, tức là cơ thể chúng ta cũng lơ đơ, người uể oải nó lơ đơ thì làm cho cái hệ thần kinh nó suy giảm, làm trí nhớ chúng ta suy giảm, làm tăng cái bệnh như mà Alzheimer lên, nó suy giảm trí nhớ, nên song song với em điều trị thuốc an thần thì bảo bác sĩ hoặc là dược sĩ để nhà thuốc ấy, em dùng thêm cái thuốc bổ não, thì em dùng nhiều mà ginkgo biloba, biệt dược nổi tiếng là talakan đấy, em dùng thêm bổ não, em dùng thêm vitamin B6 đấy, dùng thêm những thuốc là bổ thần kinh, vitamin B1 đấy, em dùng cái 3B thì có scaneurone hoặc là neurobiome ở nhà thuốc ấy, cái hàm lượng vitamin B6 khá là cao. Còn anh vẫn khuyên em nên tìm một cái giải pháp của y học cổ truyền để xem thử cái chứng trạng của em nó thuộc vào chứng là tâm thần bất giao, hay là tâm tỳ lượng hư, hay là cả can khí nó uất kết, thì lúc đấy chúng ta có một cái giải pháp điều trị nó sâu hơn ở cái gốc bệnh. Có thể ban đầu em kết hợp với cái thuốc Tây y kết hợp với y học cổ truyền thì chúng ta để sử dụng, và sau một thời gian chúng ta đi vào giấc ngủ dần dần tăng lên dần 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, lúc đấy chúng ta giảm thuốc Tây y an thần dần, vì thuốc an thần mà chúng ta dừng đột ngột kể cả chúng ta xung sang thảo dược nó không thể ngủ được đâu, nên chúng ta kết hợp sau giảm dần thì lúc đấy chúng ta dùng thuốc đông y không, chúng ta để duy trì sau đấy một ngưỡng nào đấy chẳng hạn, để chúng ta có thể dừng cả thuốc đông y nữa để chúng ta cải thiện giấc ngủ. Câu hỏi của bạn Dương Quả, em ngủ được mà cứ lơ mơ, ngủ dậy nó mệt mỏi gầy nhanh thì phải làm sao ạ? Ngủ mệt mỏi mà lơ mơ thì chứng trạng này nó thiên về nhiều chứng tâm tỳ lượng hư, người cái khí huyết nó kém, máu nó kém, nên cái chừng này em muốn cải thiện được thì em phải làm sao? Chừng này thì tức là có thể là em comment lại số điện thoại anh kiểm tra kỹ hơn, những chừng này chủ yếu thiên về cái tâm tỳ lượng hư, tâm tỳ lượng hư thì em điều chỉnh lại cho anh cái chế độ ăn,
em ăn nhiều cái thức ăn dinh dưỡng vào, tăng cường dinh dưỡng vào để cơ thể đủ máu. Em mua thêm cái viên sắt bổ máu, viên sắt bổ máu bạn hay dùng cho bà bầu đấy, em dùng có thể là các cái dòng proke chẳng hạn, cái tổng hợp các vitamin và sắt trong đấy. Ngoài ra thì là em dùng cái chứng mà tâm tỳ lưỡng hư nên em có thể dùng thêm bổ máu của thập toàn đại bổ của Sapako, hoặc là quy tỳ hoàn của thằng Trung ương ba, hoặc là của Phúc Hưng đấy. Em dùng những cái, một là thập toàn đại bổ, còn em muốn cải thiện giấc ngủ nhanh thì em dùng quy tỳ hoàn của Phúc Hưng hoặc là của Trung ương ba nhàn viên hoàn. Em dùng tầm khoảng 15 ngày đến một tháng, kết hợp chế độ ăn của mình nữa, kết hợp với cái ăn uống tập thể dục nữa để thay đổi thì em phải cải thiện giấc ngủ được. Chào bạn Nguyễn Bình, chào bạn Trần Đăng. Câu hỏi của bạn: em chào anh Hiền. Hiện gần đây em bị mất ngủ nhiều, anh cho em hỏi có chế độ ăn uống sinh hoạt nào giúp cải thiện giấc ngủ không ạ? Cái chế độ ăn uống thì nó phụ thuộc vào cái điều kiện kinh tế của mình, mỗi người gia đình có mỗi điều kiện khác nhau thì chúng ta điều chỉnh cái chế độ ăn nó khác nhau. Nhưng thông thường thì chế độ ăn buổi tối thì chúng ta nên ăn vừa, chúng ta nên ăn sớm, chúng ta đừng có ăn muộn quá. Ăn buổi tối thì thường rơi vào tầm khoảng, chúng ta nên ăn trước 7 giờ, tầm từ 6 giờ đến 7 giờ là khoảng thời gian chúng ta ăn ăn uống. Khoảng thời gian đủ như vậy thì để có, tức là để cho dạ dày nó tăng tiết cái axit, nó kích thích tế bào vào viên, nó mất khoảng 2 tiếng. Thì muộn thì 9 giờ thì lúc đấy thức ăn nó chuyển hóa xuống. Thì giai đoạn là giai đoạn của cái ruột non hấp thu và chuyển hóa. Thì chúng ta nên cần gì? Ăn đủ đúng giờ. Mà chúng ta đừng ăn quá no. Và chúng ta đừng ăn quá nhiều chất kích thích vào tối, đặc biệt là những người mất ngủ, những chất ngủ và cay. Những cái đồ nó cay nóng buổi tối chúng ta hạn 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 chế, hoặc những đồ chiên xào chúng ta cũng hạn chế. Chúng ta ăn được thịt nạc, chúng ta ăn rau xanh nấu nó mềm hơn một chút thì chúng ta cải thiện chế độ ăn của người mất ngủ thì không quá khắt khe so với những người những bệnh lý về gan mật. Nhưng chúng ta thì cần ăn nhẹ hơn một chút, chúng ta ăn sớm hơn một chút, chúng ta nhai kỹ hơn một chút là chúng ta đã cải cái việc làm cho cái hệ tiêu hóa chúng ta tốt hơn, thì lúc đấy giấc ngủ chúng ta sẽ ngon hơn. Quan trọng nhất là vẫn là cái không gian ngủ và ánh sáng ở phòng ngủ nữa. Chúng ta ánh sáng, ví dụ mà có bị nhiều ánh sáng hay không, xung quanh có gần khu ồn nào hay không đấy, để đi vào giấc ngủ. Người mất ngủ thì chúng ta cần gì? Cần yên tĩnh, cần sạch sẽ, cần nó ít cái ánh sáng hơn. Tiếp theo câu hỏi bạn Thuận: em bị chứng mất ngủ sau khi sinh đứa con đầu, mất ngủ nặng hơn khi sinh đứa thứ hai, đến nay 4 năm vì mất ngủ kéo dài mà tình trạng suy giảm trí nhớ hay mệt mỏi, không tập trung, dễ nổi cáu. Gần đây thi thoảng em đang đứng thì bị hoa mắt, chóng mặt, tối sầm 1-2 phút thì hết. Chuyên gia tư vấn cho em nên làm gì để cải thiện tình trạng mất ngủ? Cái chứng tình trạng mất ngủ của nữ sau khi sinh ấy, là chủ yếu do khí huyết suy giảm, bởi vì sau mỗi lần sinh nở thì khí huyết người phụ nữ nó sẽ giảm đi, cộng thêm nuôi con nhỏ nữa, chúng ta phải thức đêm, chế độ ăn uống chúng ta cũng phải ăn uống tốt để chúng ta có sữa cho con nữa, nên rất nhiều yếu tố khi sinh đứa thứ hai thì tình trạng sẽ giảm đi. Khi khí huyết nó suy giảm dẫn đến là máu lưu thông lên não nó sẽ suy giảm, mà máu lưu thông lên não nó kém đi thì gây ra chứng là rối loạn tuần hoàn não. Rối loạn tuần hoàn não thì tức là khi chúng ta ngồi xuống đứng dậy đột ngột thì máu nó không đủ để áp lực của tim bơm, áp lực cái khí trong cơ thể mình nó giảm sút đi, áp lực cái não nó giảm đi. Nên cái điều trị của tình trạng này thì thứ nhất là cần phải bổ khí huyết là cái quan trọng nhất. Bổ khí huyết chúng ta dùng thập toàn đại bổ để chúng ta dùng. Ngoài ra trường hợp này thì dân là cần thêm cải thiện thêm những cái tình trạng của điều trị rối loạn tuần hoàn não nữa. Tức là đã bị chứng của rối loạn tuần hoàn não thì cần dùng thêm thuốc để điều trị rối loạn tuần hoàn não. Nếu mà dùng thêm paracetam, ketorolac thì cần ngày 1 lần vào buổi tối thôi, không cần dùng ngày 2 lần. Kết hợp với ginkgo biloba, vitamin 3B, cộng thêm thuốc bổ máu nữa. Tức là buổi sáng chúng ta uống thuốc sắt bổ máu với hoạt huyết dưỡng não, buổi tối chúng ta uống thuốc về rối loạn tuần hoàn não cộng thêm vitamin 3B nữa, chúng ta điều trị kết hợp với thập toàn đại bổ, hoặc là dùng thêm quy tỳ hoàn nữa. Chứng bệnh này chủ yếu là do tâm tỳ lượng hư là chính, do khí huyết nó không đầy đủ để nuôi dưỡng cho tâm, dẫn đến thiếu máu và dẫn đến rối loạn tuần hoàn não, dẫn đến nó mất ngủ. Mà mất ngủ càng tương nặng thế nào thì lại căng thẳng stress, làm tình trạng rối loạn tuần hoàn não là càng nặng thêm. Tức là cái này nó còn trong cái vòng nó luẩn quẩn, nên cái này mình phải cắt được cái vòng luẩn quẩn này. Thứ nhất là gì? Dùng thuốc, tập thể dục, cơ thể cần một cái năng lượng, tức là một cái suy nghĩ tiêu tích cực lên, nó vượt qua cái suy nghĩ tiêu cực như vậy
cải thiện chế độ ăn nữa, thì trong vòng một tuần hay một tháng như đấy chúng ta đã cải thiện nó rõ rệt. Chúng ta phải cần phải cải thiện cái nền tảng của cơ thể mình, chúng ta cần phải cải thiện cái ý chí của mình, cái đầu của mình ấy, để nó vượt qua được. Còn chúng ta cứ để nó nằm trong cái vòng luẩn quẩn như vậy, những cái suy nghĩ tiêu cực rồi về, chúng ta phải cầm điện thoại lướt nhiều nữa. Chỉ cần những người này chỉ cần lướt điện thoại tầm 1-2 tiếng là người nó óng hết cả đầu, nên càng thắng căng thẳng stress hơn. Chào bạn Dũng Tóc Nam, em chào dược sĩ. Em khá là chăm xem livestream của anh nhỉ. Từng học em bị bệnh lý về gan. Cái bệnh lý về gan cũng có thể gây ra mất ngủ đấy em. Tức là khi em cải thiện chức năng gan, máu ở gan nó tốt, lưu thông nó tốt, thì tình trạng em ngủ sẽ ngon giấc hơn đấy. Câu hỏi bạn Trương Ngọc Anh, chào dược sĩ. Em bị mất ngủ một thời gian, sau đó dẫn đến ù tai. Dược sĩ cho em cải thiện tình trạng này được không? Thì mất ngủ mà sau một thời gian dẫn đến tình trạng ù tai. Tức là ù tai thì chắc chắn là ảnh hưởng của chức năng thận, bởi vì thận nó khai khiếu ra tai, nên khi liên quan đến ù tai thì thường ảnh người ta đông y người ta nghĩ đến chức năng thận. Nhưng sau khi thăm khám mà liên quan đến cái rối loạn của tuần hoàn não, không có vấn đề gì ở não mà cái ù tai này, thì chủ yếu do chức năng thận là chủ yếu. Thận nó chủ về xương cốt, chủ về khí, nên cái tai chúng ta nghe thì là cái âm thanh của chúng ta, thì nó liên quan đến một cái phần của cái chân, của cái chân chân khí, nên cái chân thận này nó kém thì chúng ta cần phải cải thiện. Và với phụ nữ thì cái thận âm thường nó suy giảm, nhưng ngoài chúng ta điều trị bổ chân thận lên thì chúng ta cần phải ôn cái thận dương nữa nữa cái chứng này thì phải ôn cả thận âm, ôn cả thận dương nữa. Thì tình trạng này để điều trị mà ôn một cái, mà ôn cả hai chức năng này, thì hạ thủ ô là cái số 1 để chúng ta điều trị cái tình trạng này. Nếu bạn sử dụng cái hạ thủ ô kết hợp thêm các cái thảo dược an thần, như cái mà giải pháp lúc nãy thôi, cái chuyện gọi là tâm thận bất giáo, mất ngủ của chân âm này nó ảnh hưởng đến cái tâm và ảnh hưởng đến cả cái tai nữa, thì cần phải điều trị cả hai tình trạng đấy. Nên cần gì? Bổ chân âm lên, tư âm vào, mạch máu vào, hạ hỏa xuống. Và thứ hai đó là niệm tâm an thần, và chúng ta cần thêm bổ thần nữa. Cái bổ thần này thì dùng chỉ dân dùng hạt gỗ là được. Hạt thủ gỗ thì bạn mua cái hạt thủ gỗ của Trafaco, hạt thủ gỗ Trafaco đóng viên, tức là dạng vỉ như hoạt huyết chứng não, viên nhỏ nhỏ viên hoàn đấy. Mỗi ngày dùng tầm khoảng mỗi lần dùng năm viên 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 nhỏ đấy, mỗi ngày dùng 10 viên lần lần. Ngoài ra kết hợp thêm vitamin 3B nữa, hạt thủ gỗ vitamin 3B cộng thêm cái giải pháp tâm tâm thần bất giao, cái sản phẩm hỏa tâm vướng, chỉ cần ngày 3 viên vào buổi tối, bạn uống tầm khoảng 5 ngày là cái giấc ngủ bạn cải thiện, bạn uống 1 tháng thì cái u tai này bạn sẽ giảm. Hạ thủ ô vitamin 3B sẽ cải thiện cái u tai và cái chức năng một phần của thần, kết hợp với hạ thủ tâm vương nữa, thì tình trạng này điều trị rất đơn giản, cũng khó. Nên nhiều người cứ bảo u tai cứ điều trị liên quan đến rối loạn tuần hoàn não, chúng ta điều trị ở phần chân ấm của thần nó sẽ dứt điểm được. Câu hỏi Bình Nguyễn Bình, em đang mang bầu tháng cuối mà hay bị mất ngủ là sao dược sĩ? Như vậy thì những ngủ dậy lại buồn ngủ, nằm lại khó ngủ. Thực ra cái phụ nữ ở những tháng thai kỳ, đặc biệt những tháng thai kỳ cuối ấy, thì vì ở cái bào thai lớn lên nó sẽ chèn ép các cái quá trình lưu thông tuần hoàn của cơ thể chúng ta, thì sẽ gây ra những rối loạn nhất định. Những rối loạn có thể là mất ngủ, rối loạn tuần hoàn não, cộng thêm một cái chứng chúng ta, tức là cái khí huyết cơ thể người mẹ nữa, tức là khi mang bầu thì làm cho khí huyết người mẹ cũng giảm xuống, bởi vì cơ thể cần một cái năng lượng để nuôi cho bầu ở bào bào thai. Nếu chúng ta chế độ ăn uống nó hơi hạn chế, hoặc là bản thân chế độ có người có điều kiện nhưng cái cơ thể chúng ta nó không ăn được, nghẽn không ăn được thì làm cho cơ thể nó thiếu máu, cơ thể cũng gây ra những tình trạng này, tức là người nó mệt, tức là nó bản thân của những người thiếu máu là chính. Nên trường hợp này thì em dùng viên sắt vào bổ máu, em tăng cái liều sắt lên, em uống thêm sữa nữa, em uống thêm sữa của sữa bao bầu, tất cả thì thêm sữa. Còn về an thần thì bản thân của người này thiếu máu, nằm ngủ cũng ngủ được, ngồi dậy cũng buồn ngủ, người nó mệt mỏi, thì mình dùng thêm những cái, thật ra những cái thuốc bổ an thần thì dần dùng tâm sen, mức độ nó nhẹ nhẹ như vậy là được, cộng thêm kết hợp với chế độ ăn là được. Vì chúng ta cũng tháng cuối rồi, chúng ta sinh sinh xong chúng ta dùng những cái thuốc bổ khí huyết để cho cơ thể chúng ta lấy lại, là lúc này chúng ta ngủ được.
Ngoài dùng thuốc sắt cũng đã dùng để những vitamin thuốc bổ chẳng hạn cho cơ thể cần cung cấp một cái dinh dưỡng vitamin và năng lượng thì trường hợp mẹ bầu nó sẽ ổn định được, chứ không nhất thiết phải dùng những cái an thần hay những cái thảo dược gì nó quá lớn. Nếu trường hợp hơi khó ngủ quá thì dùng thêm một chút tâm sen là được để có thể nó mát, bởi vì khi mang bầu thường người ta nó hơi nóng, thiên cơ thể nó thiên về hỏa, thiên thiên về nhiệt ấy. Tiếp theo câu hỏi của Phạm Hùng, bố mẹ em gặp tình trạng cứ 3-4 giờ sáng là không ngủ được, đêm không ngủ sâu, bây giờ có các vị thuốc nam nào dùng được không anh? Cái chứng trạng mà cứ 3-4 giờ sáng không ngủ được tức là lúc nãy cái phần dương nó tăng trưởng lên, thì thường cái bệnh này đã nằm trong chữ nhiều của chứng tâm thần bất giao. Cái chứng này thì ở những người có tuổi rồi thì tức là chúng ta bồi bổ chân âm cho tức là thần âm thần dương cho người bệnh, nên giải pháp vẫn là tâm thần bát giao, ôn bổ cái chân thẩm chân âm của chức năng thần và hòa hỏa bớt cái chân hỏa ở cái ở tâm. Ngoài ra cần phải dưỡng tâm an thần, những cái vị thuốc mà muốn an thần sâu thì gọi là toan tạo nhân. Toan tạo nhân thì cái vị thuốc nó lại từ cái hạt táo, một là táo dại hoặc quả táo chúng ta ăn, quả táo táo chua chúng ta ăn đặt ra lại cái hạt táo đấy, cái này có bán nhiều ở ngoài nhà thuốc, nó rơi vào tầm khoảng 5 đến 600 ngàn một cân để chúng ta mua cái loại tốt đấy, nó nằm ở trong cái khoảng đấy. Còn cái loại bình thường thì rơi vào khoảng hơn 400 ngàn đấy. Tức là vậy chúng ta sao sao chúng ta sao bên ngoài nó phải là đen, bên trong nó màu vàng cảnh giãn, để chúng ta để mà sao chứ đủ mà chúng ta uống thì làm cơ thể chúng ta tỉnh táo. Cái toan tạo nhân này rất hay. Những người mà hay ngủ, ngủ nó mệt, ngủ nó mơ màng, ngủ rất mệt rồi, ngủ nó sâu, ngủ nó mệt đấy, thì chúng ta để sống. Còn những người mà khó đi vào giấc ngủ, ngủ nó mơ màng, chúng ta sao chạy bên ngoài là chạy đen, bên trong nó vàng cảnh giãn, chúng ta đun nước lên chúng ta uống, hoặc là chúng ta dùng thêm nặng hơn chút nữa chúng ta dùng bã tử nhân. Bã tử nhân là cái hạt của cây trắc bách diệp ấy, mà chúng ta hay làm trong để lâm cảnh ấy. Cái trắc bách diệp chúng ta lấy hạt là thông thường có thể chúng ta trồng hay chúng ta thu hái cũng được, hoặc chúng ta mua ở nhà thuốc trắc bách cũng khá là đắt, rơi vào cũng nếu mua ở loại tốt trên thị trường thì cũng rơi vào khoảng 500-600 ngàn cũng một kg trắc bách đấy. Cái trắc bách này về chúng ta chủ yếu là chúng ta sắc lên uống. Thì thông thường cái trong cái hạt của cái trắc bách diệp này thì nó giảm dầu, nên chúng ta mà đun nước thì chúng ta thường cái hoạt chất trong nó ra không hết, nên thông thường chúng tôi phải chiết qua một cái dung môi hữu cơ nó đặc biệt hơn để nó chiết nó ra. Cái thảo dược thứ ba mà để an thần mà mạnh thì đó củ bình vôi. Củ bình vôi chúng ta có thể mua nhà thuốc và chúng ta rửa sạch, nhưng phải là một người đông y chuyên sâu để mà sao chế. Vì trong cái củ bình vôi nó chứa hai cái alkaloid, một cái alkaloid tức là cái rotundin để chúng ta ngủ được, một cái alkaloid khác nữa thì nó cũng có tác dụng an thần nhưng hay làm cái tình trạng người ta nó nhức đầu. Nên với cái dược hóa bây giờ đã chiết xuất được cái rotundin, đặc biệt là rotundin phosphate là một cái thời gian chúng ta uống vào thì đã an thần, chứ không có những cái tác dụng phụ như kiểu mà nó người nó mệt mỏi hay lơ lơ đấy. Trên đây những ba cái thảo dược mà gần như chuyên sâu nhất cho an thần. Còn những cái thảo dược đơn thuần như chúng ta như kiểu mà lạc tiên chúng ta thu hái về cũng được, chúng ta đun nước uống nó cũng có tác dụng, hoặc là tâm sen chẳng hạn chúng ta cũng có tác dụng. Quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu rõ là cái chứng bệnh của ta thuộc ở nào. Còn sử dụng những cái thảo dược an thần đơn thuần không á, nó chỉ dùng được những chứng trạng nó hơi nhẹ nhẹ một chút vào cảm thấy cũng ngủ được, nhưng sau một thời gian chúng ta không ngủ được, nên chúng ta cần phải phân biệt xem được là tâm thần bất sao hay là can khí uất kết hay là tâm tỳ lượng hư. Cái chủ đề ngày hôm nay cũng khá là hay, rất nhiều thì gần như là ngay cả đi một số nhà thuốc bảo là ai nhỉ, cái chứng mất ngủ là em gặp rất nhiều, nhưng mà em cũng hiểu là bệnh nhân này em bán sản phẩm này thì được, bệnh nhân em bán sản phẩm này không được, nên nhiều lúc nói chuyện một lúc mới bảo là khi nói chuyện với anh em mới mới hiểu ra, tức là ở các công ty khác người ta cũng hướng dẫn rõ cho em là cái chứng trạng nào để em người ta bào chế, bảo là người mất ngủ cứ dùng đi, nhưng mất ngủ cứ dùng đi nhưng nó không thể là chung chung được. Tuy là mất ngủ nó rất nhiều nguyên nhân nhưng chúng ta phải phân biệt được là bệnh do dương chứng hay do âm chứng. Vì bệnh do dương chứng thì phải dùng thuốc âm để điều trị, mà bệnh do âm chứng thì phải dùng thuốc dương chứng để điều trị. Tôi lấy ví dụ bệnh do dương chứng tức là người trong ta nóng, dương chứng thì chúng ta phải dùng thuốc mát ấm để chúng ta điều trị. Mà bệnh do âm chứng tức là cơ thể chúng ta nó lạnh, người nó ham mất ngủ thì chúng ta phải dùng những cái thuốc bổ. Lúc này chúng ta dùng nhân nhân sâm điều trị được đấy. Nên nhiều người không hiểu là uống, người bảo là uống nhân sâm nó mất ngủ, người thì bảo là uống nhân sâm tôi ngủ được. Nên bệnh dương chứng
uống nhân sâm vào thì tình trạng mất ngủ nó tăng lên, vì cơ thể đang hỏa bốc, và ông dùng nhân sâm vào thì tăng cường cho hỏa nữa thì càng mất ngủ. Còn bệnh do ấm trứng, tức là cơ thể nó hàn, cơ thể nó lạnh, thì chúng ta dùng nhân sâm vào nó ôn bổ nó ấm, nó thì lúc đấy khí huyết nó đầy đủ thì chúng ta ngủ ngon được. Nên dùng nhân sâm chúng ta cũng là nó thuốc đài bổ đấy, nhưng chúng ta dùng sai thì tình trạng bệnh sẽ xấu đi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm cái buổi chia sẻ của thạc sĩ Phạm Sang ngày hôm nay. Còn có những câu hỏi nào nữa thì các bạn cứ comment vào thì tôi sẽ dành thời gian trả lời thêm cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái buổi livestream kết thúc của ngày hôm nay, kết thúc tại đây.